Em ổn không Dũng? Không ngủ xuống đâu. Ở đây rồi. Ở đây rồi. Ôi rồi. Đây đây là. Ôi ơi kì vậy. Anh ơi. Chết em ơi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình là Cris Devil Gamer. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ chơi Uno cùng với các anh em. Đó là Dũng, Thần Bài, Long Chi và Uno. Dễ đâu. Suy nghĩ lâu với ta, bài 6 hay gì á. Bài âm mưu. Chỉ có bài màu đỏ thôi mọi người. Đổi màu đi cho gì màu sắc chứ quýnh có màu. Đổi luôn, có 8 thì có 7. 789 luôn. Đổi luôn. Đổi luôn. Ủa? Vậy là đổi giờ. Đổi kìa. Chơi rồi, Dũng ít bài quá. Có gì không? Có gì không? Lá, em 4 lá em hơn. Quá hả? Đang phải bóc. Chết không? Không có là tôi có. Không có. Ui. Challenge luôn. Challenge đi vui hơn. Challenge đá rồi đó. Ôi trời. Không có lá đặc biệt à? Quá độc ghê luôn. Dạ. Ai vậy? Trời hướng tự nhiên ngọt luôn. Ôi gì vậy? Mà không có nha, nhưng mà có vàng. Trời ơi hay vậy. Hay quá, cảm ơn em. Anh Thăng không có bài. Luôn. Hay. Cảm ơn nữa Dũng. Có em biết rồi. Hay da, hay vậy. Anh cứ đánh đi, để anh em em chơi ảnh cho. Này. Ây da. Challenge đi. Chúng thì hay. Ủa, Long á nhiều vậy? Nhiều chứ. Vậy thì đéo cho đánh. 4 rồi, Dũng ra cộng 4 rồi đẹp. 8 luôn. Có không? Không. Mày không thấy tao nhiều lá. Ôi, pin ít lá vậy. Không cho đánh. Em ít nhưng mà em không có màu. Đó, mọi người thấy ai ít hơn rồi đó. Long, do something man. Hai cái Long. Cộng hai cái nữa. Đó. Hay bạn ơi, đập tay cái. Đúng rồi, cứ như vậy mà phát huy thôi à. Trời ơi, anh win kia à. Cả nhà mình cứ như vậy mà phát huy thôi à. Anh cho nó win. Ngồi xuống. Nó không ra mày. Trời ơi. Trời ơi, không có mang luôn. Trời ơi, cha liền. Đừng cha lên. Nó không có chọn màu phải không? Ừ. Nó chỉ có 2 nút đồng ý hoặc là không đồng ý thôi. Nó không cho mình sự lựa chọn. Là sao nhỉ? Không hiểu lắm. Cái là phải coi lực. Ây da. Quá mỏm tiếp. Quá mỏm tiếp. Không hoài vừa phải thôi. Chứ nẻ này gửi ta chứ. Anh chưa Uno này. Tao chụp mày lên. Hay quá Dũng ơi. Đừng hoài luôn. 2 lần nữa. Đổi lại luôn. Này luôn. Quá mệt. Nè này gì mà quá vậy. Uno cái này. Ui da. Ủa sao không chờ xoay chiều Vin. Này non đấy à. Long cộng 4 đi nào. Ui dạ. Hiền đấy. Ôi da. Đây rồi. Ê, chất lượng quá. Cái này nó làm game bắt tụi rô vô thôi trời. Ê, thù với ngoài trời hay gì. Cũng hoài luôn. Bây giờ tao khóa Long chắc 5 lần. Thiên ơi. Ây da, ngon vậy ta. Anh ơi, anh 5 lá hả, bóc thêm đi anh. Ừ, tao có vàng đâu. Mày nhóc như mày. Mày gà chia cho. Bóp mày vậy. Hay tới giờ. Cười hả mày? Bóp đi mày. Mày quá, hại kỳ. Có luôn mấy anh ơi. Chấm nữa đi, chấm cái nữa. Chấm hồn ấy. Tao bóp. Tưởng sao? Mày cười vậy mày? Nhẹ tay thôi. Mạnh tay vậy? Chơi em à? Ủa, má lòng ít vậy? Bóp mày. Đổi chiều đi, thấy cả Dũng cầm ít lá quá, mình đổi chiều tí. Quê, để em đỉnh luôn, ít hơn nữa. Để Dũng em lo cho. Ví dụ giống vậy nè. Vãi trường. Thách đấu luôn. Đâu đây? Tao phải tránh. Đấm! Ấy! Đấm kìa. Hay vậy ta? Má hay vậy? Đừng đi. Hay quá vì ta. Dạ. À. Em chọn màu gì? Rồi, bây giờ em đoán xem em có màu xanh xanh dương không này, phải không? Ủa? Hay đấy nhở. Là sao không hiểu? Không, nó có luật đấy mà, nó nãy anh em mình chưa đọc. Chưa đọc cái luật ở ngoài. Ê, nó không kịp. Anh không còn gì ta. Đổi chiều ra, có đổi chiều không Vin? Em có đổi chiều nhưng mà nó đổi chiều đi, đổi chiều đi. Nhưng mà nó không phải màu xanh nên là bóc theo đi em cho đủ màu xanh. Nhưng mà anh Long đang còn màu gì ta? Em có đổi màu. Không phải màu xanh dương đâu. Lo gì lo gì mà đôi. Đỏ đi. Lo gì mà đôi. Lo. Mọi sự phụ thuộc vào màu đỏ này. Lo gì bóc thì bóc thôi. Lo gì mày? Uno mày. Kim 3 lần luôn. Anh Long không có màu đỏ đúng không? Quýnh đỏ nha anh em. Đỏ đi, quýnh đỏ. Em ổn không Dũng? Má không ngủ xuống đâu. Ở đây rồi. Ở đây rồi. Ôi đây đây là. Ôi kỳ vậy. Anh ơi. Chết em anh ơi. 19 là 18 lắm. Biết nè. À Long còn cứu rồi. Cây. Dạ. Không còn gì để mất nữa rồi. Đây rồi. Ngộ quá. Trùng vậy. Trời ơi, cấm luôn, đang cấm 14. Cái vậy. Hết chơi luôn, hết về luôn à. Rồi. Mẹ. Thì lại như cũ rồi. Quá rồi. Bóp tiếp bên lòng mày. Tội thôi vậy. Ơi, số hơi bị nhiều. Anh số má lắm em ơi. Dũng ngồi nhìn thêm đợt nữa em. Thôi. Trời ơi. Dũng đánh đã nhiều mà không cho đánh. Anh biết còn màu vàng thôi đó, màu vàng tí. Thề luôn đây nè. 4 lượt rồi đó. Cris Devil Gamer 7 luôn. Anh Long bốc nữa. 47 luôn. Có 6 luôn. Anh Long bốc tiếp luôn. Ôi hay vậy. Nó bậy Vin. Nó giống vậy ta. Bóc luôn. Không ít bài vậy mày. Chà, challenge. Challenge. Bài nhiều mà không có màu đỏ kìa. Cái gì vậy? Được rồi. Trời. Trời ơi, tôi. Trời khiếp vậy. Trời ơi. Ráp ráp bộ bài đó mà sao? Hay vậy ta? 25 cây ạ. Uno quýnh 25 cây quýnh nào xong. Đổi chiều tiếp Dũng, solo đổi chiều. Trời ơi. Ngại về đi solo. Hết solo rồi. Rồi anh kia solo cô tiên nhảy ra đây, bóng mày. Nín cọng chó mày lại. Chết rồi, trả nghiệp rồi. Sao ấy? Trả nghiệp rồi. Ê. Nói luôn. Trời ơi. Bài em nhiều lắm anh ạ. Dũng ơi, này anh có lỡ tay, anh xin lỗi. Giờ anh chết với em. Bọc hai lá đi em. Nào được. Tội nè. Ok anh Long. Không được, bên kia sắp về em. Quýnh đỏ chi vậy? Thì giờ còn đỏ quýnh đỏ thì sao giờ? Rồi. Chết Evin rồi, chết Evin rồi. Dũng. Bên nãy em cho em mình lắm rồi. Mình chỉ bóc rồi kìa. Oh no. Oh no. Evin. Oh no. Anh nhiều bài mà anh sợ gì? Rồi coi chậu giờ em đánh cái gì nè. Đó. Kìa. Sao giờ sao? Đua liền. Bóng về làm ơi. Ủa hay vậy? Bóng gì? Trời ơi. Thần bài đây mà, 52 lắm ở đây luôn. Dạ. Trời, anh có lòng thì em có dạ thôi. Nhiều bài này vẫn còn không được nữa. Bóng đêm ơi, vừa hết lá nữa. Ừ, tao không còn mà. Tội thôi vậy. Trời anh ơi. Tại mày cấm tao về thì tao cho mày khỏi về. Anh em như thể tay chân. Cánh gì đùm. Trời má hơn vậy. Dạ. Bóc đi. Không bóc mày. Anh ơi. Long ơi, you know what to do man. Em ơi, em đổi hướng lúc này là em sai rồi. Có kìa. Đó em có không? À, có không? Có được. Thôi vậy. Dũng nhiều bài quá. Dũng nó đánh bớt con nhà Dũng. Ghê vậy. Ây da. Để em, để em. Dũng, Dũng. Trời, sao lại cấm em? Ủa, cấm Vin về sao? Không, Vin đâu có đâu. Hay ta. Đây, đưa hợp lý. Cày thế nhờ. Trời ơi, chọn đỏ là đến bóc đó. Nó ác. Thôi vậy. Trời ơi, em đến 25 cây mà cụt xuống còn 8 cây này. Ây dạ, nghi lực quá dạ. Nghi lực, nghi lực. Nghi lực thật sự. Ủa gì vậy? Ôi, ẩu rồi đó, fan. Hay quá fan. Game này mà em về là hơi bị đẳng cấp nhá. Em dám về để tụi tôi không? Tụi tôi 3 đánh 1 đó. Gió đổi chiều thôi mấy anh ơi. Quan trọng gió đổi chiều em làm được gì không? Có được luôn anh ơi. Không? Được. Đừng đổi chiều anh ơi. Đổi chiều đi anh ơi. Đang chưa phù hợp. Anh không đổi thì để em đổi. Long gà. Ôi trời ơi. À, không có đỏ kìa. Không có đỏ thì để đỏ. Có đỏ không? Có đỏ thì không. Có đỏ không? Có đỏ không? Có đổi chiều màu khác luôn á. Ây da. Có. Ây da. 8. Trời ơi. 8. Ui. Trời ơi. Cái này mà challenge nữa thì thôi. Challenge thử coi. Challenge. Nhưng mà anh vẫn cái cộng 4 của Dũng, anh chỉ thoát cái cộng 4 của em thôi. Ôi má, game này lỗi rồi, đúng không? Đúng rồi, cộng 12 rồi, em mới cộng 12 á, nó mới đúng. Anh có gì để anh chơi anh Long không? Nhắm chơi lại không? Anh Cris có đấy. Nhắm chơi lại không? Qua đây. Tao không chơi lại thì... Đó, cũng đi. Cảnh trời ơi, mấy cái này à, tôi bóng. Sợ. Đi. Trời Dũng, Dũng gì lần nha. Đó mày được. Em nhìn đi nè. Đừng có để em về nhá, 25 cây nhá. Slide. Lá đúng không? Ừ. Tạo cho bạn luôn. Ồ ghê luôn. Hay quá anh ơi. Đây nè. Ăn hai con heo. Nhẹ tay thôi anh ơi. Bây giờ em đánh ra thì em có lỗi với anh đi quá. Không, đánh luôn với anh, đánh luôn. Đừng nói có con 2 nữa nha. Đánh luôn trời. Kiến tạo tới vậy rồi. Chứ không nổi sao. Mày anh nên để thằng em này về đi. Bài này giọng có thiếu cái gì vậy đó. Không sợ nữa là edit khùng luôn. Dũng ơi, có gì để giết Dũng không? Mấy anh chơi thằng em dữ quá. Nhẹ tay, nhẹ tay. Ok, nhẹ nhàng thôi chứ không có đủ mạnh. Đây bạn ơi. Ok bạn ơi. Em có luôn. Quay đây Vin ơi, quay đây Vin ơi. Bá mà Vin ơi. Ủa, ai quá. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý đúng không? Thằng em nghĩ lực vậy rồi. Vượt khó là được anh ơi. Vượt khó, vượt khó. Được anh ơi. Anh thế nhờ. Đâu biết màu gì. Ôi anh em cứ đàn chúng giờ clip về luôn. Đâu về được. Gián này còn lâu lắm, tới sáng rồi đừng lo. Tới sáng thật đi. Sáng thật đâu. Vừa đánh giao thừa gián này xong là giao thừa luôn á. Edit cùng luôn. Ừ nè. Ủa thí dụ mà vậy thì Dũng đâu được đánh nữa đâu đúng không? Đúng rồi, hợp lý. Ví dụ vậy nè, cái tao đánh đánh tới đâu luôn vì tao solo Vin. Hết rồi anh ơi. Hết rồi. Ủa? Cấm hoài. Dũng chịu hoài không? Chịu, em 7 cái. Nhiều, nhiều giờ để đi. Dài chứ. Thằng em muốn khùng luôn. Có đảo Chris. Đảo không? Kiến tạo tương lai đúng không? Ok. Tạo gì nữa? Quyết định về đấy. Ủa? Ủa? Ủa thầy? Điểm nào đi cái thầy ơi. Uno, Uno, Uno. Bản bài này sắp kết thúc rồi. Uno. Món nhiều quá vậy. Bản bài khủng luôn à. Càng bóc nhiều tao càng ăn điểm thôi. Không thằng nào có thể cản tao được nữa rồi. Mình nói chuyện. Trời ơi. Còn em. Đến sáng luôn. What the hell. Trời ơi. Hay điếc bệnh luôn. Hay điếc bệnh thiệt luôn á. Tình cảm lên ông ơi, đúng rồi. Tình cảm Dũng ơi. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Anh em mình mới làm rảo thôi, khởi động thôi. Nãy giờ em có cộng không? Không về luôn. Trời quá. Màu vàng thì có đỏ được không? Ok. Đỏ chí nha. Một cây thôi, cho một cây thôi. Một cây thôi. Một đống chứ không phải một cây nữa. Bài quá nghe lời. Bài đúng là đỏ chí, chí thiệt. Đỏ chí thiệt. À, thằng này cũng chí hả? À chưa, chưa thầy ơi. Dạ. Sao? Vô. Bước vô làm giàu. Vô lại em. Sao vô. Chết em rồi. Chết em rồi thầy ơi. Chết em rồi thầy ơi. Mày xứng đáng mày vậy. Trời bóc luôn. Quá đơn giản với thầy. Quá giải là nguyền cái một. Thầy ơi để con xử bên này cho thầy. Em nhiều lá lắm anh ơi, đừng xử em nữa. Chết mẹ rồi, thấy mùi quá. Bên này nhiều lắm. Em xin lỗi anh Long. Uno, Uno. Ơi nữa à, nữa rồi. Quá. Bản bài đang trên bờ vực kết thúc. Vậy vậy gọi là xịn lắm á. À khó vậy ta. À. Ủa, đúng cái lá này đâu được đánh cuối đúng không? Đúng ngoài đời á đúng không? Đâu, ngoài đời lá này vẫn được đánh cuối mà. À dạ dạ. Thằng này vậy ta, trời. Trời quá hay cái dáng bài. Yes. Hay quá. Quá hay quá, ông đó bài quá hay. Hay.